Có biết tại sao nó phải chết không? Vì mày gọi điện thoại. Nói, mày gửi tin nhắn cho ai? Cho người nhà của tôi. Người nhà nào? Cảnh sát hả? Hai người phụ nữ bỏ trốn với mày? Là người nhà ở Singapore của tôi. Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa có đổ lệ. Ông chủ, hắn chết rồi. Chết nhanh vậy? Tôi còn chưa biết hắn có phải nội gián không. Bắt nội gián là nhờ cái này. Anh vẫn khôn cách à? Lấy điện thoại và sim của hắn tới đây, chặn tài nữa. Hắn có phải nội gián không? Chút nữa người nào tới sẽ biết thôi. Nếu như không có chuyện gì thì sẽ giao cho họ phụ trách. Tài xế tới rồi, đang để anh dưới lầu. Lương Hy, tôi là người tiếp ứng của anh. Tại sao cô biết rõ là nhiệm vụ nguy hiểm? Sao không hủy bỏ nhiệm vụ? Tại sao? Tại sao chứ? Tôi có. Nhưng mà Gia Minh không nghe lời tôi. Thì ra cô đúng là nội gián. Ông chủ, có cần xử lý không? Từ từ đi. Sau đây có thể dùng cổ để đối phó với đội gian nặc. Tôi không là hung thủ giết người, nhưng mà em không phải. Em nhất định phải trả thù cho Gia Minh. Cho dù em giết anh ta thì có giải quyết được gì không? Được chứ, giết anh ta rồi em sẽ tự thú, không có ai chết vì em nữa. Thả ra. Không liên quan tới em. Chuyện đó không liên quan gì tới em. Cho dù là Gia Minh hay Lương Hy, thậm chí ba em cũng không phải lỗi của em. Em muốn giết anh ta đúng không? Giết anh trước đi. Cô muốn giết Dương Tuấn Hùng? Nếu như anh Đồ không muốn giúp tôi sẽ tự nghĩ cách. Anh Đồ, có ý kiến gì? Không có. Nhưng mà mục tiêu là Dương Tuấn Hùng, bọn chúng chắc chắn sẽ hét giá lên. Có vấn đề sao? Không có. Cảm ơn anh Đồ. Không cần khách sáo. Cũng là kẻ thù của tôi.
Anh Dương. Sếp Diên, ngày nào cũng theo dõi tôi, dùng trò tâm lý sao? Tôi sẽ sợ lắm đó. Nếu như anh Dương không có làm chuyện xấu, cũng không có sợ. Cái nói của tôi cũng kỳ thiệt. Nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều xe, gái cũng nhiều, cũng dễ bị ghét lắm. Anh Dương bị ghét là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mà sợ nhất là có người bị anh Dương ghét mà thôi. Giống như Jesse và anh Trung vậy. Không phải chết thì cũng mất tích. Nhưng mà không sao hết. Giống như anh Dương nói, anh Dương nhiều gái, nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều xe, có nhiều chó nữa. Chỉ cần lên tiếng, cả đàn chó chạy ra cắn người liền. Vậy sếp Viên phải cẩn thận một chút rồi. Nên tiêm phòng bệnh dạy trước đi. Lỡ như đàn chó điên nổi lên sẽ đi cắn bậy đó. Anh nói cũng đúng. Tôi thật sự có hẹn với bác sĩ. Đi trước nha. Lái xe. Anh Đồ, 3 ngày rồi Dương Tuấn Hùng vẫn chưa chết. Họ nói có một cảnh sát đi theo Dương Tuấn Hùng 24/24, không ra tay được. Dương Thịnh Kiệt, rốt cuộc thì anh ta muốn gì? Tôi biết anh ta muốn gì. Kêu họ chuẩn bị đi, đừng thất bại. Lái xe. Đi đâu? Đi về nhà ngủ. Anh nhớ có một tiền bối từng dạy anh, phải là một cảnh sát tốt, không phải chỉ biết phá án, còn phải biết ngăn chặn tội ác sắp xảy ra. Anh không muốn chỉ vì anh đi ngủ để người khác có cơ hội phạm tội. Vậy nếu như người này đã từ bỏ ý định phạm tội thì sao? Sao vậy? Sợ em tranh thủ giết Dương Tuấn Hùng trong lúc anh đang ngủ hả? Anh có thể còng tay em. Anh không tin em. Em cố tình kéo dài thời gian. Chạy mau. Anh Dương. Đi. Sếp Dương, tôi muốn báo án. Có người muốn giết tôi. Sếp Dương. Cảnh sát, đi. Cảnh sát, đi. Đừng, đừng mà. Thả cô ra. Đừng. Nè, có sao không? Cô có sao không? Nè.